Hello, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì em là Phúc với số online 0979 77 893. Thì hôm nay tiếp tục em với công việc của em là chia sẻ những cái mẫu xe về hàng ngày của bên em. Thì hôm nay thì em mới về một con Hyundai Accent Blue đời 2015, hộp số tự động, xe nhập nguyên chiếc quý anh chị nhé. Con xe này thì bên em hỗ trợ ngân hàng đến 65% trên tổng giá trị của xe. Đó, xe màu trắng. Thì nếu mà quý anh chị nào mà thích phù hợp với cái màu trắng thì quý anh chị có thể xem và trải nghiệm con xe này. Nhưng quý anh chị đã có những cái thắc mắc hay là có những câu hỏi nào mà liên quan đến cái dòng xe này, hoặc là muốn tham khảo tất cả những cái dòng xe khác hiện tại đang có bên em, thì quý anh chị có thể nhấc máy alo trực tiếp cho em qua số online cũng như là qua Zalo của em 0979 777 893 quý chị nhé. Đó. Và những quý chị nào là lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý anh chị cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký, để sau này khi quý anh chị có nhu cầu muốn tham khảo giá xe cũng như là tham khảo tất cả những cái mẫu xe thì quý anh chị có thể tiện cập nhật nhanh nhất và mới nhất quý chị nhé. Thì trước tiên em sẽ quay về cái phần dàn trước của con xe này, về phần đèn pha và đèn gầm và phần bộ phận cản xe. Đây, về phần đèn pha và đèn gầm thì còn rất là đẹp và sáng, không bị mờ. Xe được trang bị một giải đèn led bi này. Đó bi này. Đó, từ trên dọc từ trên xuống dưới này nên nhìn rất là xe rất là đẹp quý chị nhá. Đó. Hiện nay thì con xe này đang mang biển Bình Dương 61A24981. Đó. Xe này thì một chủ đi từ đầu quý chị nhá. Đó, xe này một chủ đi từ đầu. Mâm la răng đúc này, phanh ABS 4 bánh trước sau luôn. Đó, lốp được còn rất đẹp quý chị nhá. Đó, lốp còn rất đẹp, xi nhan được tích hợp trên gương. Gương chỉnh điện quý chị nhá. Hạn đăng kiểm của con xe này thì đến tháng 3 năm 2021 quý chị ạ. Đó, hạn đăng kiểm đến tháng 3 năm 2021. Đây. Đó. Tất cả xe đều kiêng lái, kiêng phụ đều, tiếng hông cửa đều được dán phim nhật chống nóng rồi quý chị nhá. Nội thất bên trong này thì là ghế da, trần là trần nỉ. Đây, trước tiên em sẽ chia sẻ cho quý anh chị về cái phần keo chỉ của con xe này đây. Đây, keo chỉ là nguyên zin. Đó, tất cả các ốc bản lề này. Đó. Đây, để em cho quý anh chị xem kỹ này. Đó, vòi vòi này. Da được đục lỗ thông hơi quý chị nhá. Sàn bọng này. Đây quý anh chị xem cái sàn bọng, em lột hẳn ra cho quý anh chị này. Xem sàn nó thật khô ráo quý chị nhá. Đó, khô ráo, nói chung là xe khô ráo sạch sẽ. Xe còn rất đẹp. Đó, xe thì được trang bị hai túi khí. Đây, một túi khí đây và một túi khí trên vô lăng. Trang bị cửa sổ trời này. Đó. Các phím bấm được tích hợp trên vô lăng, hộp số tự động zích zắc. Đó. Con xe này thì đi khoảng được 116.000 rồi quý chị nhá. Vô lăng này còn rất đẹp. Đây. Lốc cửa, lốc kính, điều khiển gương này. Cửa auto. Đây. Đó. Điều hòa là mát lạnh luôn. Đó quý chị nhá. Đó, nội thất bên hàng ghế phía sau này quý chị này. Đẹp long lanh luôn. Nói chung xe này thì chủ đi rất là giữ gìn, đời 2015 một chủ luôn quý chị nhá. Đó, cửa đóng thì rất là nhẹ nhàng và hít này. Đây ạ. Đó, cửa đóng rất là nhẹ nhàng và hít, nội thất phía sau này. Đó, nội thất này. Đây. Mâm la răng đúc này. Đó. Xe được trang bị 4 cục cảm biến lùi quý chị nhá. Đây, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đó, về phần đèn hậu, đèn sau của xe này rất là đẹp và mới, không bị mờ nhạt. Bây giờ em sẽ quay cho quý anh chị đến xem đến cái phần gầm của con xe này nhé. Gầm này. Đây. Gầm là không nguyên sơn zin của nhà sản xuất vẫn còn này. Đó thấy không? Gầm bệ là chắc chắn không có mục mọt hư hao gì. Bây giờ em sẽ đề máy lên. Sau đó em sẽ mở đến cái phần khoang máy cho quý anh chị nhé. Đây. Khoang máy cho quý anh chị để quý anh chị có thể. Đây, con xe này đi được khoảng 116.000.
Quên em mở nắp capo đâu quý chị ạ. Đây. Máy móc là êm ru này, ABS này. Đó, cái nắp tay cửa này. Còn rất đẹp quý chị nhé. Đây, các cái chân lốc này. Đó, tem zin của nhà xuất vẫn đang còn này. Đó. Nói chung là xe này thì bao quý chị tất hàng luôn quý chị nhé. Thì quý chị nào mà quan tâm đến dòng xe này thì quý chị có thể alo trực tiếp cho em qua số online cũng như là qua Zalo 0979 77 893. Rồi em xin kết thúc video tại đây và cảm ơn quý chị đã quan tâm ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị.